Xin chào các bạn, tôi là Minh Chiến, hướng dẫn viên của đoàn khách của công ty Việt King Travel. Hôm nay khởi hành đi Singapore ngày 4 tháng 2. Và như các bạn đều thấy, hôm nay là một buổi sáng rất là đẹp trời. Và trong giữa tâm bão của vùng dịch Corona, thì hôm nay như các bạn có thể thấy, số lượng khách khởi hành đi Singapore vẫn rất là nhiều, vẫn đông, rất là đông đúc. Và hôm nay đứng cạnh tôi đây là chú Vân, là một hành khách trong đoàn đi Singapore của công ty Việt King Travel. Và thưa chú Vân, hôm nay chú có thể chia sẻ một chút cảm xúc của chú về cái gọi là việc đi du lịch trong cái mùa tâm bão của Corona này như thế nào không ạ? Sau khi được nghe đài báo và những thông tin thì thấy rằng cái dịch này mới nghe thì có những băn khoăn trước khi đi, nhưng khi tôi đến đây thì thấy rằng là cái việc mà tổ chức đi du lịch của các đoàn này vẫn bình thường, và tôi thấy rằng rất yên tâm khi mà đi với cùng đoàn và được những thông tin của chú Chiến đã thông báo lại cho anh em trong đoàn. Vâng, cảm ơn chú và chúc chú một chuyến du lịch rất là tuyệt vời và đầy ý nghĩa. Rồi, cảm ơn đoàn nha. Ok.